Rồi, xin chào các bạn nè. Sim hôm nay mình có những chiếc xe về nè các bạn ơi. Wow. Đây là một chiếc xe trộn bê tông nha các bạn. Rồi, một chiếc xe trộn bê tông nè. Wow, có anh siêu nhân nè. Wow, hôm nay được gió đồ chơi luôn nè các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy thử nè, xem thử. Đây, đây là một chiếc xe xe nâng, xe cái thê thang để nâng công nhân lên chữa cháy nè các bạn. Wow, quá dữ. Rồi, chạy tốc độ thôi rồi. Wow, lạc luôn rồi các bạn. Tiếp tục, đây mình có xe xe 4 chỗ nè các bạn. Wow, quá dữ luôn. Lạc kẹo luôn đó rồi. Lạc luôn rồi các bạn. Ồ, đây. Đây là một chiếc xe bằng số xe 911 nè các bạn ơi. Đó. Quá tốc độ luôn nha. Quá ghê. Rồi thêm chiếc xe điều khiển này các bạn. Wow, một chiếc điều khiển. Xe điều khiển này các bạn ơi. Rồi bật lên thử ơi, chạy thử ghê được không nha. À, đây, đây là chiếc điều khiển của nó này các bạn. Wow, chạy được nè các bạn ơi. Điều khiển. Điều khiển lui này các bạn. Wow. Wow, lùi rất quánh luôn à. Quá dữ luôn. Đây, nè mình sẽ xem. Wow, bị nghiêng nữa em ba không? Đó, các bạn thấy chưa? Wow, bánh chạy nghiêng quá rồi. Rồi, lên lại. Wow, lùi nè. Wow, lùi được luôn nè các bạn. Tới luôn, lùi. Quá dữ. Đây. Wow. Rồi, chiếc xe điều khiển tắt đi để hết pin nha các bạn. Đó. Rồi, tiếp tục mình có một chiếc đây, một chiếc xe trộn bê tông nè các bạn. Wow, xe trộn bê tông nhỏ như mini nha các bạn. Lật mất tiêu rồi. Đây. Đây bây giờ có một chiếc xe hơi nè các bạn ơi. Đó nha, xe hơi nha. Quá dữ luôn. Xe hơi chạy quá tốt luôn. Rồi, tiếp theo mình sẽ lấy một chiếc xe. Đây, xe bằng số xe 66 nha các bạn. Xe 66 nè. Wow, quá dữ luôn, kém đầu luôn các bạn. Quá tuyệt vời. Đây, đây là một chiếc xe trộn bê tông nè các bạn. Xin lỗi nha, đây là một chiếc xe múc nè các bạn ơi. Quá đã luôn. Rồi, tiếp tục mình có một chiếc xe bít nè các bạn ơi. Đây là một chiếc xe bít màu vàng nè các bạn. Wow. Tông chiếc xe hơi ghi lạc luôn rồi. Chiếc xe bít màu vàng còn đứng lên nó luôn các bạn. Rồi. Rồi mình lấy một chiếc xe hơi đi. Một chiếc xe hơi xe 7 chỗ này các bạn. Đó. Wow, xe mạnh ghê các bạn ơi. Quạnh quá dữ luôn. Rồi tiếp tục. Rồi mình sẽ có một chiếc xe gì nữa đây. Cái gì nữa đây các bạn. Wow, đây là xe trộn bê tông này các bạn ơi. Đó. Quá đã luôn. Wow, quá tuyệt vời. Tiếp tục. Thì mà hình siêu nhân đứng đây canh nha các bạn. Các bạn thấy ghê chưa? Siêu nhân này. Siêu nhân. Tiếp tục. Mình sẽ lấy một chiếc máy bay thanh đi. Siêu nhiều quá. Máy bay thanh màu vàng đây đi. Xem thử. Wow. Máy bay thực sự màu vàng lật luôn rồi các bạn ơi. Rồi tiếp theo thì đến mình lấy một chiếc, đây là một chiếc xe hơi nè các bạn. Wow, một chiếc xe hơi nha, một chiếc xe hơi 7 chỗ nha. Wow, quá dữ luôn, xe nó khá mạnh luôn các bạn ơi. Rồi tiếp theo, đây là một chiếc xe xe đua nè các bạn ơi. Ô tô xe đua. Wow, tới đó ngưng luôn rồi các bạn. Rồi, tiếp tục mình sẽ lái xe nào đây các bạn ơi. Xe quá đây. Đây là một chiếc xe tăng này các bạn ơi. Xe tăng nha các bạn. Wow, xe tăng đường này chạy không được rồi. Xe tăng chạy không được rồi các bạn. Rồi mình sẽ lái một chiếc xe để chỗ đây tông chiếc xe tăng luôn. Tông luôn. Wow, tông trúng xe tăng, tông trúng xe hơi luôn nha. Quá dữ. Rồi đây, đây là một xe gì đây nữa nè. Đó, đây một chiếc xe bằng số xe 33 này các bạn ơi. Đó, thấy chưa, quá đã luôn, tông trúng xe tăng luôn nha các bạn.
Wow, chưa đóng xi tanh. Ừ, mình lấy chiếc xe khác để tắm xi tanh luôn. Đóng xi tanh rồi rớt xuống luôn nha. Ừ. Wow, lại chưa đóng xi tanh rồi. Ừ, tiếp tục. À, mình sẽ lấy một chiếc xe đua đây đây. À. Wow. Xe đua đây bị dính cái bánh rồi bạn. Bánh này không chạy được luôn. Ừ, đây mình lấy xe bán tải mạnh đây. Ừ, đây là một chiếc xe bán tải mạnh luôn này. Nha. Wow, đóng đụng xe tăng luôn mà không rớt xe tăng nha các bạn. Ừ, đây là một chiếc xe 4 chỗ đây. Ừ. Wow, quá dữ luôn. Ừ. Wow, một chiếc xe 7 chỗ nha các bạn. Ô, các bạn không trống tâm tốn được xe tăng nha các bạn. Wow, đây bây giờ mình có con gì đây ta? Đây là một con khủng leo. Khủng leo có bánh xe luôn này các bạn ơi. Thôi đã. Ô, cũng lên chạy không được rồi. Ồ, mấy kẹt rồi. Bỏ qua một bên luôn. Tiếp tục. Đây. À, bây giờ mình có xe 6-7 này các bạn ơi. Ồ, xe đây là xe bán tải nha. Wow, tầm trúng chiếc xe tăng đây luôn nè các bạn ơi. Đó, xe tầm trúng xe tăng luôn nha. Rồi, tiếp tục. Mình sẽ chơi xe... đây chiếc xe đây. À, đây là một chiếc xe em bé này các bạn ơi. Wow, quá đã luôn. Rồi bây giờ mình sẽ qua đây chơi nha các bạn. Đây là một chiếc xe điều khiển nè. Mình sẽ điều khiển thử xe thử tốc độ ra cho nha. Quá dữ. Đây là một chiếc xe điều khiển này bạn. Rồi mình sẽ đi nha. Nào, lùi tốc độ. Wow, xe mới kẹt chỗ đó luôn các bạn ơi. Một chiếc xe điều khiển. Rồi, tiếp tục. Rồi, đây, mình sẽ lấy một chiếc xe buýt đi. Rồi, xe buýt này các bạn ơi. Xe buýt này quá dữ luôn nè. Rồi, đây, lấy được. Wow. Rồi, xe buýt cái đó dừng luôn rồi các bạn. Tiếp theo. Đây, mình lấy xe đây. Bạn có xe số 69 này các bạn. Chạy quá. Đây. Rồi, đây là một chiếc xe bán xe 7 chỗ mạnh này các bạn. Wow. Tông trúng xe chạy qua kia luôn này các bạn ơi. Quá dữ luôn. Xe đó mạnh nè. Đây là bản xe số 45 nha. Wow. Xe chạy lộn nha luôn. Quá đã luôn. Thêm một siêu nhân đứng canh nha các bạn. Đây là một chiếc xe thanh niên siêu nhân. Sẽ lấy gì đỡ thanh niên siêu nhân lại nha. Đây là máy bay. Rồi, đỡ thanh niên siêu nhân lại. Thanh niên siêu nhân này đứng chưa được nè. Ở đây thôi coi. Rồi, cho anh em đây. Đó, xin thanh niên siêu nhân cho anh em đó luôn. Tiếp tục. Wow, đây là một xe cảnh sát này các bạn ơi. Đó. Tại bản số xe 110 nha. 110 nha các bạn. Tốc độ này. Wow. Tông trúng dàn chiếc xe 4 chỗ kia luôn các bạn. Tông rớt đài luôn rồi. Rồi, xe tụng với tông. Wow, lật luôn. Tiếp tục. Đây, mình có xe. Wow. Rồi, xe chứa động vật này các bạn ơi. Đây. Đây là xe chứa động vật nè. Con voi nè, con khỉ nè. Và con hổ nha. Wow, khá mạnh luôn. Nè, mình đó luôn rồi. Rồi, đây là một chiếc xe em bé. Wow, xe em bé chạy khá mạnh luôn, khá ngon luôn, tốt luôn. Tiếp tục. Rồi, đây mình có xe gì đây ta? Wow, xin thử mô tô chạy được không nha các bạn. Wow, chiếc mô tô này chạy khá mạnh luôn. Quá dữ rồi. Rồi, đây là xe gì đây? Một chiếc xe 4 chỗ nhưng mà xe đua luôn. Em thử xe đua này chạy tốc độ nha các bạn. Wow, xe nó chạy khá tốc độ các bạn ạ. Chạy khá mạnh luôn. Tiếp tục. Wow, bản số xe số 9 này các bạn ơi. Đó. Đó. Lạc xe luôn rồi các bạn. Wow, siêu nhân đẹp đây luôn các bạn ơi. Xin chào các bạn nha. Hôm nay cùng mình đi chơi xe nha các bạn. Đây. Xem thử đây.
À, bây giờ mình xem thử có xe gì nha các bạn. Đây hiện tại thì mình đang có một cái đường đi quá tuyệt vời nha các bạn. Đó, được đi tải dài ra kia luôn. Rồi bây giờ mình xem thử xe nào đi được. Đây hiện tại mình đang có một chiếc xe điều khiển này các bạn ơi. Xem chiếc xe điều khiển này còn pin không nha. Wow, còn pin này các bạn ơi. Một cái điều khiển điện nước thì mình sẽ cần một cái điều khiển này các bạn. Đó, đây. Wow, con đi được nè các bạn. Wow, ở chỗ đó đứng yên luôn là đi do đi chặt đường các bạn ạ. Rồi tiếp theo, đây tiếp theo đây là cũng có một cái xe điều khiển này thôi. Đó, xe điều khiển này hết pin rồi. Rồi tiếp tục mình lấy xe khác nha các bạn. Đây. Rồi, đây là một chiếc xe buýt màu vàng này các bạn ơi. Rồi, xe chơi chạy thêm sử xe chạy tốc độ nha các bạn. Wow, 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 wow. Chiếc xe buýt tới đó đã bị lật rồi các bạn, rớt xuống hồ rồi. Tiếp tục, đây mình có xe gì đây ta. Wow, đây là một chiếc xe đua 4 chỗ này các bạn ơi. Rồi, mình sẽ chạy thôi nha. Wow, một chiếc xe đua 4 chỗ chạy khá là mạnh luôn nha các bạn. Quá dữ luôn. Wow, có nhiều xe quá. Đây, một xe mốc nè. Xe mốc nè, cây cẩu này nha các bạn. Lại thêm một chiếc xe nữa. Wow, một chiếc xe trộn bê tông nha. Quá dữ luôn. Wow, có con tôm đây nữa nè các bạn ơi. Một con tôm dẫn đầu đây nha. Rồi, tiếp tục. Mình sẽ lấy một chiếc máy bay trực thăng. À, một chiếc máy bay trực thăng màu vàng. Xem nữa máy bay trực thăng màu vàng đây có chạy tốt không nha các bạn. À, đây. Wow. Máy bay trực thăng màu vàng đã bị lật xuống rồi, hố rồi các bạn. Tiếp tục. Wow, xe đây là một chiếc xe trộn bê tông này các bạn. Xe trộn bê tông nhưng bị mất cái bồn rồi. Wow. Quá dữ luôn. Wow, xe cùng với tâm không có buồn nhưng mà chạy khá là mạnh luôn. Rồi tiếp tục, mình xem thử có xe gì đây. Wow, đây là một chiếc xe cũ này các bạn ơi. Chiếc cũ khoảng số xe số 24 nha các bạn. Wow, quá dữ luôn. Đấy, lên được. Wow, tới đó cũng đã bị lật luôn rồi các bạn. Tiếp tục đây có xe xe chở động vật đi dạo này các bạn. Đó, wow quá đá. Rồi đây, wow tao cho nó lật luôn các bạn, xe chạy yếu quá. Tiếp tục mình có xe một chiếc xe bán tải. Đây là một chiếc xe bán tải bản số xe số 19 này các bạn ơi. Quá đá luôn. Rồi tiếp tục mình sẽ cho chạy thôi nha. Wow, xe chạy khá là mạnh luôn nha các bạn. Đã bị rớt xuống hố rồi. Đây có một chiếc, wow, chiếc xe xe đua màu xanh lá cây. Rồi đây là một chiếc xe đua này, tiếp tục một chiếc xe đua nữa nè các bạn. Wow, chiếc xe đua màu cam nha các bạn. Đây, wow, chiếc xe đua màu cam sao đây yếu quá các bạn. Rồi tiếp tục. Tiếp tục mình lấy xe gì đây ta. Rồi mình lấy xem một chiếc xe mô tô nhỏ đi. Có hai chiếc xe mô tô luôn nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho cho chạy một chiếc xe trước. Xe mô tô lớn. Wow, xe mô tô lớn dữ. Wow, tiếp tục xe mô tô nhỏ các bạn. Wow, xe mô tô nhỏ mạnh ghê các bạn ơi. Wow, tôi nói bị lật rồi các bạn ơi. Tiếp tục. Mình sẽ lấy một chiếc cái gì cho các bạn. Một chiếc xe có hình cái thang để đưa công nhân lên cao chữa cháy này các bạn. Phá đã luôn. Lật luôn, rớt xuống hố luôn các bạn. Đường này khá lớn nhưng mà xe đây lại rớt xuống hố nha. Tiếp tục. Đây mình có xe bản số xe số 911 nè các bạn. Wiu 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 nè các bạn. Xe 911 nha.
Wow, khá mạnh, một chiếc xe điều khiển chạy kia khá là xa luôn rồi các bạn. Chỉ có một xe điều khiển đứng nhất rồi. Tiếp tục. Tiếp tục. Wow. Wow, mình có một chiếc xe đua màu xanh. Màu xanh lá chuối nè các bạn. Wow. Không trúng chiếc xe màu cam, chiếc xe màu cam đi chạy luôn. Rồi. Bây giờ là một chiếc xe trộn bê tông này các bạn ơi, đó. Khá dữ dữ. Wow, quá đã luôn. Chiếc xe trộn bê tông này. Wow, lật bánh luôn các bạn. Một chiếc xe trộn bê tông. Quá dữ. Đây, bây giờ mình sẽ chơi một chiếc xe màu tím này. Wow, xe đây cũng gọi là xe đua này các bạn ơi. Wow, wow, wow. Quá thật dữ luôn rồi. Xe đua này chạy quá dữ luôn. Rồi, con tôm đây. Con tôm dẫn đầu đi nè các bạn. Đó, xe trộn bê tông nè, xe thấu nè, xe múc nè. Và xe đua này nha. Rồi, bây giờ mình sẽ chơi xe gì nữa ta. Rồi, đây. Một chiếc xe bản số xe số 95 này các bạn. Đó, quá khá luôn rồi. Xe bản số xe số 95. Wow, khá là mạnh luôn. Mình đã bị rớt xuống hố rồi, không thể đi tiếp được. Bây giờ mình sẽ chơi xe bản số xe số 47 nha. Wow, một chiếc xe màu xanh. Rồi, ok. Tốc độ luôn. Wow. Trong trúng chiếc xe hơi màu xanh luôn các bạn. Trong trúng chiếc xe hơi màu màu cam luôn các bạn đó. Thôi, tiếp tục. Đây là một chiếc xe 4 chỗ tiếp này các bạn ơi. Đó. Tốc độ luôn nha. Wow, lật mất tiêu rồi các bạn. Đây. Wow, mình có một chiếc xe 7 chỗ khá là bự luôn nè các bạn ơi. Đó, bây giờ mình xem xe chạy thứ nha. Wow, quá dữ. Rồi, lên tốc độ. Wow, mới tới đó đã lật mất rồi các bạn. Rồi, tiếp đến. Mình có chi 4 chỗ xe mình vàng các bạn. Wow, nhiều quá. Bây giờ mình sẽ chơi xe. Wow, xe mình cam lên nữa nè các bạn. Rồi, mình sẽ chơi xe màu cam nha. Wow, 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 wow. Wow, xe màu cam yếu quá, tới đó cũng đứng luôn rồi các bạn. Đó. Rồi, mình có nhiều xe đây quá. Rồi, mình sẽ chơi tiếp tục xe. Xe đây xe gì? Chiếc xe tăng nữa này các bạn à. Rồi, mình sẽ đi một chiếc xe máy bay màu vàng nha. Wow, nguyên xe lật luôn các bạn ơi. Thêm một hình siêu nhân nữa này các bạn. Đó, quá dữ chưa.